điện bán, anh bán chưa? À có, anh vẫn còn mà, đang bán đâu. Em định mua à? Vâng, em cũng phải đi xem hả? Ừ, ở trong này. Đấy, ở trong kia, con kia. Đấy, ngoài. Đấy, nói như thế này thôi mà. Anh bán đá sắt vụn cho cô đâu. Đây, kiểm tra xem có lấy được không. Cái này anh định bán bao nhiêu tiền? Thôi, anh bán cho cô 150. Vâng. Lấy thì lấy nhé, lấy đi chu sửa xem. Rơi tiền à? Tiền nhiều quá. Toàn tiền lẻ. Ừ, toàn tiền lẻ. Ừ, ok nhá, anh xin nhá. Đấy, lấy đi mà ấy, dắt luôn đi, ra ngoài kia anh hộ bộ lên xe. Đây, anh em dắt ra ngoài, anh hộ bộ lên xe nhá. Đây, em dắt ra. Ấy à, nặng hết nhé, nặng hết cao lên tí. Nặng hết. Ây à. Rồi, buộc được không nhỉ? Được đấy. Anh buộc. Rồi, buộc lên đi. Từ từ đi nhá. Cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn anh chị nhé.
Thank you.
Đâu có gì đâu. Lấy xe về nó được thôi. Nó bị sao? Mai lấy không được không ấy đâu. Bỏ tôi lấy về không? Mỗi gương có nhớt rồi phải không? Gương nhớt tăng xít tăng phanh phải không?
Thank you.
Thank you.